Quý vị khán giả truyền hình thân mến, chúng ta đang theo dõi hình ảnh trên sân vận động Hòa Xuân. Thì với quý khách hàng đang sử dụng bộ giải mã truyền hình FPT Play, sử dụng hệ điều hành EasyOS, quý vị có thể lựa chọn xem sự kiện song song để cùng theo dõi cả. Chúng ta đã được nhìn thấy pha chạm bóng đầu tiên của Philip Nguyễn. Sẽ là một... Ngày hôm nay thì trong sơ đồ của Công an Hà Nội, sơ đồ 4-4-2 thì Rafael Success đá cặp của... Rất hay, một đường chuyền điểm rơi. Đó là pha ra vào cho thấy tầm hoạt động của Philip Nguyễn. Philip Nguyễn là một cầu thủ có kinh nghiệm. Bùi Tiến Dũng có phương án Philip Nguyễn thì câu lạc bộ Công an Hà Nội hoàn toàn có. SCB Đà Nẵng đang rất kỳ vọng vào những tình huống phát triển bóng từ tuyến dưới để tận dụng sự can lướt cũng như tốc độ. Ở trận đấu giữa câu lạc bộ BKMX Bình Dương và Thép Xanh Nam Định, lúc này tỷ số đã là 2-0 nghiêng về đội khách Thép Xanh Nam Định. Dứt điểm. Bóng tới thẳng vị trí của Philip Nguyễn. Cú đá không đủ độ khó để làm khó được thủ thành mang áo số 1 của Công an Hà Nội. Với sự xuất hiện của Philip Nguyễn thì gần đây thủ thành Patrick Lê Giang đã được cho mượn tới câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Patrick Lê Giang sẽ khoác áo Thành phố Hồ Chí Minh dưới dạng cho mượn trong khoảng 1.5 tháng. Philip Nguyễn. Đứng trước bóng cũng sẽ là thủ quân của SCB Đà Nẵng, cùng với đó là Công Nhật. Lưu sau. Chưa phải là một cú đá chất lượng tới từ ngoại bình người Brazil. Tiếp tục là cú đá của Lưu sau. Rất hay. Quả chạm bóng của anh Tuấn. Bóng tới thẳng vị trí của Philip Nguyễn. Mauricio Pinto bên phía SCB Đà Nẵng và Huỳnh Tấn Sinh bên phía Công an Hà Nội. Đình Duy không thể vượt qua được tầm với của Philip Nguyễn. Đã có một tình huống va chạm giữa Brandon Wilson và Philip Nguyễn. Chúng ta cùng xem lại pha treo bóng của Văn Long. Đó chắc chắn là một tình huống phạm lỗi tới từ Brandon Wilson. Pha va chạm ở trong vòng 5m50. Rất hay, cơ hội. Tiếp tục là một pha bóng chúng ta thấy được khả năng chọn vị trí của Philip Nguyễn là tốt đến như thế nào. Đủ sao. Ý tưởng của Lusao là thực hiện một đường truyền một chạm có động lực dành cho các cầu thủ chủ nhà. Dù phải đối đầu với đội bóng đầu bảng. Phan Văn Long. Không có gì khó khăn với Philip Nguyễn. Hiện lại quả đá phạt. Brandon Wilson. Đánh đầu. Philip Nguyễn đứng chôn chân, nhìn bóng bay vào lưới một cách bất lực. Đó là sự bùng nổ trên các khán đài Hòa Xuân. Bất ngờ đã xảy ra.
phép kể từ đầu trận đấu tới giờ, chính xác là kể từ đầu hiệp 2 trận đấu tới giờ, tới từ huấn luyện viên Phạm Minh Đức và các học trò đã đem lại thành quả. Đây là pha phối hợp của hai tân binh SHB Đà Nẵng được bổ sung trong giai đoạn đã qua. Brandon Wilson tung ra một đường cung cấp bóng hoàn hảo. Và quả đánh đầu của Lu Sào là miễn chê Philip Nguyên đứng chôn chân hoàn toàn. Thực sự nguy hiểm với khung thành của Philip Nguyên. Còn Văn Long. Phản ứng bóng ra của Philip Nguyên. Philip Nguyên phần nào đó có lẽ cũng đã cảm nhận được sự khắc nghiệt của V-League. Đội bóng cuối bảng trước vòng đấu này đã có được bàn mở tỷ số vào lưới của anh. Đó là tình huống chọn vị trí và đấm bóng ra tốt của Philip Nguyên. Điểm thứ hai không thành công. Lu Sào đá lần này không có gì nguy hiểm. Trong lúc thực hiện cú đá thì Lu Sào cũng đã bị trượt chân. Một pha bóng lập bập, tuy nhiên Philip Nguyễn vẫn đứng vững. Đã đoạt bóng thành công trong pha bóng vừa rồi, đó là Văn Hữu. Ngay lập tức là một đường truyền lên cho Lu Sào. Hà Minh Tuấn. Quá người thành công đối mặt. Sút điểm không vào. Pha xử lý bình tĩnh của Philip Nguyễn. Anh không thể bị đánh bại. Thi đấu chính thức cuối cùng của trận đấu này vẫn đang là một trận đấu đầy khó khăn dành cho Công an Hà Nội. Chúng ta cùng xem lại cơ hội thuộc về Hà Minh Tuấn. Một nhịp đẩy bóng để vượt qua được Văn Toàn. Tuy nhiên Philip Nguyễn đã chơi xuất sắc. Bùi Tiến Dũng hãy cẩn trọng phía sau. Philip Nguyễn. John Clay.